Diều ơi, đem theo những ước mơ, bay cao, bay xa thật xa. Khu Thả Diều, Thái Sơn, Phước Kiển, Nhà Bè. Nơi đây cách trung tâm thành phố Sài Gòn khoảng 9 cây số. À, một em diều bọt biển. Chú bọt biển tinh nghịch là một nhân vật trong phim hoạt hình được trẻ em rất yêu thích đây nè. Biển tinh nghịch trong phim có những cuộc phiêu lưu kỳ thú dưới đại dương. Còn chú diều bọt biển này đang tung tăng trên bầu trời xanh. Voi màu hồng cam có hai cái ngà cong cong trắng tinh, cái vòi rất dài. Em voi đang bay lượn cùng với hai em cá và những em diều khác. Các bạn nhỏ này có con diều đẹp quá. À, là diều bạch tuộc, đuôi rất dài, nhiều màu sắc. Hai bé gái này quá là đáng yêu. Ôi, em bịch tuột rớt xuống rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy xíu thở rồi. Vô rồi con, để bọn mình thả gì nè con. Cho em bạch tuộc bay lên lần nữa. Cô đi cái này không đáng rồi cô. À, dạ. Cái này bác không thả là phải chạy từ đây tốn tầm kia là nó nặng lắm. Chà, hai bạn này đang kéo một con diều từ cái túi ra. Xem ra con diều này dài lắm nè. Không biết là diều gì đây. Ôi con ơi, con này con diều gì mà dài quá vậy con? Con này con rắn rồi. Ồ, con rắn hả? Dạ. Trời ơi, con rắn này dài bao nhiêu mét con? Rắn này dài khoảng 55 mét đó cô. Trời ơi, 55 mét rồi, quá dài. Cái đầu của em rắn muốn lớn gấp 3 lần một người lớn. Cuối cùng thì em rắn đã bay lên cao, thân mình dài uốn lượn rất là đẹp mắt. Gia đình nhỏ này có các em diều rất đẹp và lạ.
chào con. Ôi con thấy con nhiều đẹp quá. Hai bé gái tung tăng với các em diều, nhìn rất hồn nhiên và dễ thương. Ông cánh hồng xinh quá nè, em ông cánh hồng đang dang rộng đôi cánh. Mặt trời đang xuống dần, cảnh hoàng hôn trong thành phố đẹp như bức tranh. Không biết chủ nhân của em ông cánh hồng này là ai đây? À, thì ra chủ nhân em ông cánh hồng là một bạn nữ rất quen thuộc. Bạn ấy là chủ nhân của diều trái tim trong tập 6 nè, diều thằng lằn một cánh sen trong tập 5, diều quạt xinh trong tập 3. Bạn ấy có rất nhiều con diều đẹp, độc và lạ. Một em diều cá đuối màu sắc rực rỡ, có hai con mắt rất lớn. Diều bạch tuộc màu vàng xinh quá, duy nhất chỉ một màu vàng. Thank you.
Đây là con mắt cún của anh Nâu. Nó quay mặt qua là trai quay cho chị Nâu và trai quay qua mặt cỡ cái mặt nạ ra. Rồi. Đây anh Nâu con diều này ở ngoài Thanh Hóa mới vừa đặt hàng về. À. Rất rất rất. Rồi hết giá mắt cún có giá lên. Đó chị thấy hai cái mắt nó như là mắt của con cú á. À. Nó to vậy nè. Cũng đang đêm nó đi bắt chuột. Đây là đề điều bắt chuột. Gió càng lớn, em nhiều sáo